Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh channel của mình nhé. Hôm nay sẽ cùng Hằng chiêm ngưỡng hai cái con cá này nhé cả nhà nhé. Chà chà, các bạn nhìn thấy cá nó nặng lắm ấy nha, mình có thể lên tấn được đó cả nhà. Vừa rồi papa mình có đi câu được hai con cá này đó cả nhà. Và bây giờ mình sẽ chọn một trong hai con để mình làm trước nhé cả nhà nhé. Rồi mình sẽ chọn cái con này to nhất này. Đó, cả nhà nhìn thấy chưa, cả nhà chiêm ngưỡng nó nha. Vàng óng, nhìn đẹp không? Ăn ngon lắm ấy nhé cả nhà nhé. Ồ, mình quên, đây là cá này là cá chép. Cá này là ăn bổ lắm ấy cả nhà nhé. Úi trời ơi, chu cha chu cái mỏ kìa. Rồi cái mỏ của mình với cái mỏ con cá có giống nhau không? Trước khi mình làm thịt chúng á, là mình phải tặng cho chúng một nụ hôn. Sau một hồi vật lộn và vầy vò chúng, bây giờ mình sẽ đem con cá này vào để làm nhé cả nhà nhé. Đây là papa mình làm chứ không phải là mình làm đâu cả nhà. Trước tiên là chúng ta cắt cái vây, rồi cạo vẩy. Sau đó cạo vẩy cho sạch, rồi bắt đầu là mình sẽ mổ bụng và mổ moi, móc mang. Rồi các bạn xem trên hình mình quay nhé cả nhà nhé. Các cụ mình có câu thịt gà, cá chép ba ba. Đó, trong ba cái món này là cái món đều là món bổ đó cả nhà. Và mình cũng được biết là cá chép là tốt cho bà bầu lắm ấy cả nhà nhé. Hiện tại bây giờ em dâu mình á, đang có bầu á, nên là ăn cái con cá này là rất là ngon luôn và bổ dưỡng luôn. Nếu mà ai đang có bầu á, thì nên đi tìm cá chép để ăn nhé cả nhà nhé. Rất là bổ dưỡng cho bà bầu. Tất cả bữa ăn ngày hôm nay của gia đình nhà mình á, là 100% tự nhiên nhé cả nhà nhé. Cá thì papa mình đi câu này, rồi rau, các loại rau thơm á, rồi dọc mùng á, thì là trong vườn của nhà mình á. Đó, các bạn thấy đồ ăn của gia đình nhà mình rất là healthy, rất là tốt cho sức khỏe đó cả nhà. Đồ tất cả các loại rau của gia đình nhà mình á, là toàn là tự tay gia đình nhà mình trồng thôi nhé cả nhà nhé. Còn về phần cá thì tất cả các loại cá là đều gia đình nhà mình cũng đi câu về đấy. Sau khi mình đã cắt vây và cạo vẩy hai bề mặt của cá rồi cả nhà nhé, thì bây giờ mình sẽ rửa sạch lại một lần nữa, rồi bắt đầu chúng ta sẽ cắt chúng này, cắt cái phần bụng á. Chúng ta sẽ mổ cái bụng ra để lấy ruột ra cả nhà. Rồi tiếp tới là mình sẽ lấy cái mang ra. Nhưng mà cái phần mang á, nó có máu nhiều lắm nên là mình không dám quay để cho các bạn nhìn. Rồi phần bụng đã được lôi cái ruột ra rồi đó cả nhà. Và các bạn nhìn thấy trong cái phần bụng này đấy, các bạn nhìn này, mình phải rửa cho sạch nhá. Sạch cái máu ở bên trong á thì nó không bị tanh. Sau khi mình sơ chế sạch sẽ rồi đó, bây giờ mình sẽ cắt chúng nhé cả nhà nhé. Cắt chúng thành từng khúc một để cho vừa ăn đó cả nhà. Rồi sau đó mình sẽ mang đi chiên sơ. Rồi bên cái bếp thì mình đã chuẩn bị cái nồi nước dùng rồi cả nhà nhé. Hay còn gọi là nồi nước lèo cả nhà. Thì cái nồi nước đó là mình có hầm xương. Xương gì cũng được các bạn ạ. Xương heo cũng được mà xương gà cũng được. Tùy theo các bạn thích. Ba mình đã làm sạch sẽ và cắt ra từng khúc cho mình rồi cả nhà nhé. Bây giờ mình sẽ đem ra chiên. Mình sẽ chiên ở ngoài trời cả nhà, tại vì mình không muốn cái mỡ nó văng ra và cái mùi tanh nó ám vào trong cái nhà, nên là mình sẽ chiên chúng ở ngoài trời. Sau khi chiên xong rồi mình sẽ đem vào bếp để mình nấu nhé cả nhà nhé. Đây là cái nồi nước dùng, đây là cả nhà này. Mình đã hầm xương rồi đó và mình vớt ra rồi. Sau đó mình cho cái đầu cá vô trước này.
với cái gừng, các loại gia vị, mắm, muối, tiêu. Và đặc biệt là phải một gói bột me nhé cả nhà nhé. Trước tiên là mình sẽ cho trước một gói bột me vô để xem nó có đủ chua chưa đã. Sau đó mình cho cà chua vào. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình cho cá vào nhé. Sau khi cho cá xong rồi mình sẽ cho dọc mùng vào. Ngoài Bắc mình thì gọi là dọc mùng, trong Nam thì gọi là bạc hà đó cả nhà. Sau khi nước sôi lại á, thì bắt đầu mình sẽ cho cá vào nhé. Và cho cá xong thì mình sẽ cho mùng và sôi lại là mình ăn được thôi cả nhà. Tại vì cá mình đã chiên sơ là nó đã chín một phần rồi. Còn bây giờ là mình chỉ cho vào để cho nó thơm cái nồi nước thôi. Ngoài Bắc mình sẽ gọi cái món này là món bún riêu cá đó cả nhà. Còn như nhiều nơi thì sẽ gọi đây là món canh chua cá, hay còn gọi là canh ngót. Nói chung là mỗi một địa phương có một cái tên gọi khác nhau, nhưng mà khi chúng ta ăn và chúng ta thưởng thức thì nó cũng giống nhau thôi cả nhà ơi. Các bạn cứ cho thêm cả cái dầu ở cái chỗ mà cái bát vừa rồi mình đựng cá là vào đấy nhé cả nhà nhé, để cho nó thơm đó cả nhà. Và các bạn nhìn thấy nồi riêu cá của mình nó hấp dẫn không? Rồi sau đó nó sôi trở lại rồi bắt đầu mình sẽ cho mùng vào nhá, hay là còn gọi là bạc hà đó cả nhà. Cây dọc mùng này là mình đã sơ chế sạch sẽ rồi. Sau đó mình sẽ thái vát và bây giờ mình sẽ cho vào cái nồi riêu chua nhé cả nhà nhé. Và chờ chúng sôi trở lại là bắt đầu là mình sẽ ăn nhé cả nhà nhé. Nếu như nhà bạn nào có không có trẻ nhỏ thì các bạn có thể cho ớt vào, hoặc là mình cho bọn nhỏ ăn trước, sau đó mình sẽ cho ớt vào cái nồi riêu này đó thì nó sẽ ngon hơn. Còn ở bên cái thớt này là mình đang chuẩn bị lá rau ngổ này, hành lá này, rau răm này, rồi mình thái nhỏ ra. Nếu như mình có lá thì là nữa thì là ngon lắm cả nhà. Nhưng mà tại vì hôm nay nhà mình không có lá thì lá. Nói chung là có rau ngổ và rau răm là cũng là ngon rồi. Đây là cái gói me mà mình cho vào cái nồi riêu đây cả nhà này. Mình đã cho trước rồi đấy cả nhà. Và bây giờ mình nêm lại cho nó xem nó có đủ chua chưa thôi. Rồi bây giờ mời các bạn thưởng thức cùng gia đình nhà mình nhé. Cùng với ăn kèm là rau thơm, rau sống, rồi mắm tỏi ớt. Lại là các cụ có thêm một câu nữa cả nhà. Đầu chép mép mè. Đó, cái đầu cá chép là ngon lắm và mép con cá mè cũng là ngon lắm. Papa mình sẽ thưởng thức cái đầu con cá chép này cả nhà nhé. Bây giờ mình sẽ mang ra cho papa mình thưởng thức đây. Nói chung là đầu con cá nào mình cũng thích ăn á. Tại vì ăn đầu cá nó mềm, thịt nó mềm và ngon. Và đây là tô bún của mình thôi cả nhà ơi. Mình lúc nào cũng là người cuối cùng đó cả nhà. Và khi mình đem cái tô bún này ra cái bàn của mình rồi là mình cũng chưa ăn đâu. Mình còn phải đi quay vòng vòng xem mọi người ăn như thế nào đó. Rồi mình mới bắt đầu mình mới ăn đó. Mình là người ăn chậm nhất và lâu nhất. Đó, đây là cái tô bún của chồng mình đang ăn đây này cả nhà này. Đó, mình sẽ quay này. Còn đây tô bún của mình vẫn còn nguyên này. Đó. Đây là phần trứng cá đó cả nhà ơi. Rồi bây giờ mời cả nhà thưởng thức cùng gia đình nhà mình nhé. Bây giờ mình sẽ chén thôi nào. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn nhé. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.